Như vậy rồi nó là khinh tôm buồn. Và thằng Huỳnh bắt phèm mê lấy lần nói phèm mê lấy lần không nè. Buồn tí nhất, cố bay. Buồn tí của bay. Buồn tí tiết gặp trong lâu ý. Chờ là cọt bạc lôi ao ý. Giờ về muối thôi nạt vi. Nào về từ chỗ.